Ghê xa hả? Ghê xa. Còn con này làm lại đẹp, công nhận làm gỗ lại đẹp. Đây là một cái góc gọi là cơ bản của một người dùng bình thường ở Việt Nam. Người dùng bình thường không? Bình thường hả? Cần Pearl S này. Cần gì nhỉ? Luna. Rồi còn đây nhân vật chính là P100. Con này giá là bao nhiêu nhỉ? 70 à? Đúng không? Con này tính vợ mua cho. Ờ biết là vợ mua cho rồi nhưng mà là 70 đúng không? Lưỡi 98. Một trong những con máy xay đỉnh nhất này. Nhanh nhỉ? Đi đâu mà đang để tốc 3. Này là uống sang đây được uống hẳn ghế xa. Có phải gây xa? Không biết. Không biết đâu. Thế sao vừa bảo gây xa? Ghi vậy. Nó lửa. Con này không phải của xanh à? Con này của bọn nào? Sên. Sên à? Nhấn nhẹ nhỉ? Nó cũng như bọn tôi hôm trước và gây bằng bọn này. Big Step. Bọn này thích hơn à? Cũng thế. Bốn man ấy, mới mua hả? Hay là của Tùng? Anh Sơn. À, thế là của Tùng ấy. Lấy của anh Sơn gì? Ừ. Là của Tùng. Tùng đưa. Dùng giấy này à? Đây, nhân vật chính của cái góc cà phê Gẹt Ba. Này MP đúng không? Giá là bao nhiêu nhỉ? Vâng, biết rồi nhưng giá là bao nhiêu, giá thị trường là bao nhiêu thì người ta biết. Con này hình như phải khoảng 180-200 rồi đúng không? Làm lại gỗ. Làm lại gỗ đẹp nhỉ. Cả la chứ. Em mở cả la thì mới cần GS3 để xử lý chứ đúng không? Không chắc là la như này là ok rồi. Hơi sắc, hơi đậm. Không, được đấy, nhìn màu. Gia hổ gia báo đây. Gia báo gia hổ. Thơm. À, không chua tí nào luôn. Không đắng. Cái hộp vị lâu lắm. Ừ. Lan uống không Lan? Uống cà cua không? Nhà
làm cà phê, bán cà phê, bông cà phu. Không nghe không? Sao đó? Cà phu quan trọng gì? Khăn này à? Cái dưới là bớt sạch. Khăn xịn nhỉ? Cái này nó mỏng quá, không sướng. Cái cây này nó mỏng quá, không sướng. Ôi, đồ hỏng chắc, mịn này này. Còn cái cây khác không? Còn tôi đang bỏ tủ lạnh. Quan trọng gì, tôi đánh không phải coi. Tôi làm, để tôi làm. Ừ, để tôi đánh. Cái holder của xanh này. Sên này, xanh. Không đánh cả nào. Sên, sên. Cá đấy, cá to. Cái này là của gì? Weber. Weber. Cái con đồ pua đâu? Đấy, ấm rồi. Ấm, phễu. Phễu này. Bởi bộn á. Rồi giời. Người ta đang khoe đồ mà. Ờ, cái giấy này là cắt hay là lưới đấy? Giấy mua đấy. Mua đấy hả? Bao nhiêu tiền một hộp này? Tôi cũng không nhớ lắm. À hay. Hay cua đi. Cua cả này hả? Cua là chỉ mình con manate thôi. Tưởng phải làm con cua tay nhánh này. Có những thằng cái hạt nó cứng ấy, xoay mở hết cái tay. Tập gym à, tập gym chỉ để đi sạch cả. Thế bây giờ nếu như mà chỉ được lựa chọn cua với lại espresso thì giữ lại cái gì? Tức là bây giờ mẹ thế giới chiến tranh ABCZ mà việc là ông chọn cái gì uống, chỉ được chọn một trong hai để cứu cả thế giới thì ông chọn gì? Cua hay là espresso? Cứu thì phải đi uống espresso mới để cứu nhanh được. À thế gì, vẫn chọn cái đắt tiền hơn đúng không? Tưởng là chọn cua nó hơi mất thời gian. Tưởng là chọn cua. Không phải mất thời gian mà ý là việc mà ông chọn một trong hai cái thôi thì ông chỉ được chọn một hai cái, không được uống cả hai. Chọn cái nào? Nghĩa là nếu mà chỉ được chọn cua với espresso thì chọn bộ nào? Chọn bộ espresso bày nó đẹp. Hồi đầu là chỉ cua nhỉ, cùng giờ chỉ espresso chẳng qua làm đắt tiền hơn rồi. Nhịn nhập. Ừ. Con quay nhỏ cái này xay mùa bắt đầu với con này, cái này quay nhỏ. Ừ. Lâu nay toàn cua bằng cái hôm trước mùi khai khai ấy. Là cái giấy của bọn Hario, cái giấy chắc bị dán vào. Không phải. Làm sao mà dán vào được, tôi treo ở trên cái giấy nâu. Cái giấy nâu nó mà cua đá ấy, nó ra cái mùi giấy ấy. Mặc dù đã tráng rồi nhưng mà khi cua thẳng trực tiếp ông đá nó ra cái mùi hôi hôi đấy. Không phải, tại vì là khi mà ông cua đá thì đá nó sẽ mặn cái hương đó. Mặn cái hương đó. Thì thế nên mới bảo là mình đổ sang giấy trắng phát, hoặc là giấy của Calita này phát là hết luôn cái mùi hôi đấy. Nhưng mà cua nóng thì cua giấy lại rất là hờn là ok. Nếu phải 15k thì tôi phải dùng 20 thì tôi đã chuyển sang cái. Ừ. Chứ ở cái này, nhưng mà cái này nó bị
xịn. Ố hết nhỉ? Không biết. Cái màu đồng ngoài vẫn đẹp nhưng nó bên cali... trong nó lại mà là calita đúng không? Nó bị nhôm, nó bị oxy ấy. Ừ. Phải calita này. Đây là blue bot này. Đủ hết. Của bọn ấy hả? Nhìn cái ngoái của thằng Capitec đẹp lắm. Ông thằng này đi. Ờ nhưng mà nó làm tử tế. Khác biệt. Con này đẹp thật. Ở đây nó làm nó vẫn đẹp rồi. Thế con này căn lại lưỡi chưa? Chưa. vẫn lệch à? Lệch. Đây là đồ gỗ này, gỗ toàn nhà làm được nhỉ? Tức là handmade hết toàn bộ. Nhưng mà làm cả gỗ đẹp. Công nhận. Lên màu đẹp. Ô, bộ này hãng bán đắt phết đấy. Bao nhiêu? Nghìn mấy? Nghìn hai đúng không? Hai tấm này. Hai tấm? Một cái này, một cái này, một cái nắp này. Một cái này, nghìn tám. Nghìn tám? Bên cái này đấy mất 1.000, cái này mất 150 rồi. Thế là tiết kiệm là 1.800. 1.800 rồi. Thì coi như là còn 1.500. Làm nốt mấy cái chân gỗ luôn đi. Cái chân gỗ này cho đẹp. Cái chân không nhìn thấy lắm. Ủa cái xanh này là cái từ hồi xưa ấy hả? Ừ cái này. Hay là mới mua? Cái này tôi mua lâu mà. Nhưng mà nó bị bong keo ấy. À của người xong rồi xong cái chị về, thì lấy hả? Xong rồi tôi lại dán lại keo. Xong lại lấy lại hả? Thì đó thì keo bọn ấy về bung hết mà. Ừ. Về nó không hợp thời tiết Việt Nam. Nhưng mà mình cũng giải thích với cam ban là mình không phải bán kiểu hàng máy tính nhỉ. Thời tiết như vậy. Thơm nhỉ, lên hương. Xay xong thơm. Từ hồi xưa là ưa thích cua nên là sành phải giữ lại bộ cua chứ. Đó, thì đó mình uống chiều uống cua mà. Ý là chọn là espresso với pua. Buổi sáng hay bận. Buổi sáng kiểu bận máy pha bật sẵn. Ừ. Cái này thiết kế lại tí rồi. Rút ra hơi khó hả? Thì tiện rồi. Ừ. Không đút vào nó khó. Ừ, thì làm cái lỗ nó rộng ấy. Ừ. Nó bản đầu ấy. Bloom xịn nhỉ. Tôi pua sao chả bloom được bao giờ. Chả lên bọt bao giờ. Uy cái chứ. Chín tư độ. Ừ. Mình toàn uống 92. 92 với 90. Thằng cũng quỷ. Hết xuống. Nói chung cà phê ở nhà thì vui là chính đúng không? Mỗi hôm kiểu không cần đồng điện đều nhất. Vui là trong quá trình mình thực hiện nó thôi đúng không? Đúng rồi. Nhiều người nâng cao quan điểm quá phân mệt. Mình bán quán, thực ra thì để pha được cốc cà ngon thì mình tìm tòi nhiều nó cũng ra đấy mà. Tìm được cái nhiệt độ thích hợp, nhưng mà ở nhà có gói có 200g tìm nhiệt độ thích hợp thì hết vũ gói cà phê. Quán nó bao nhiêu cân nó mới tìm nó dễ hiểu. Uống cà phê tại nhà cơ bản là quá trình mình thực hiện hả? Đúng rồi. Mặc dù mình mua đồ rất đắt nhưng mà quá trình mình thực hiện mới là vui, quá trình mình nghịch mới là vui đúng không?